hoan theo ngày tháng, nụ hồng xóa giang sâu đông, mang hương hoa cuộc sống, ngặt ngào từng bước em thơ. Lại đuốc có trong lời thơ, ấy đuốc ước mơ học trò, lấp lánh xe chia nhọc nhằn, vượt qua vất vả hướng về ngày mai. Xuân Hiếu xin được kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả thân mến, ngay lúc này thì Xuân Hiếu đang đi bên cạnh thầy Võ Văn Tý, là Phó Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Thanh Bình 2 thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để đến thăm em Phan Thị Mộng Trinh, học sinh lớp 12A1 của trường. Và chính thầy Tý là người đã viết thư gửi về cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin để chia sẻ về hoàn cảnh của em Mộng Trinh. Dạ, Xuân Hiếu xin được chào thầy Tý. Chào em. Dạ, thưa thầy, thì trong cái điều kiện hoặc là cái hoàn cảnh nào mà thầy Tý biết đến cái hoàn cảnh khó khăn của em Mộng Trinh ạ? Khi đến thực tế với chủ nhiệm thấy được gia đình của em Trinh rất là khó khăn. Bà ngoại thì mới mất, thì bây giờ tới cái mẹ bị bệnh ung thư. Khi tới thì tôi nói thật là không có cầm được nước mắt, kể cả giáo viên chủ nhiệm. Thì cho nên là tôi mạnh dạn, tôi viết một cái đơn đề nghị gửi về Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thầy với vai trò là một phó bí thư đoàn trường thì thầy nhận thấy là em Trinh ngoài cái việc học hành giỏi ở trong lớp thì em có là một đoàn viên gương mẫu, có tích cực tham gia trong những cái phong trào đoàn, có hòa nhã cùng với các bạn trong trường, trong lớp không thầy? Khi nói về em Trinh thì tôi không dùng cái từ nào khác là hai chữ tuyệt vời. Bởi vì em học giỏi nè. Rồi luôn có nghị lực vượt qua những cái khó khăn. Mà đặc biệt nhất là em là một cái cán bộ đoàn nằm trong ban chấp hành hội và nằm trong ban chấp hành đoàn trường. Trong lớp thì bạn bè của Trinh rất là mến. Nói chung là với thầy cô thì em Trinh rất là ngoan và hiền. Qua lời kể của thầy thì Xuân Hiếu rất là mong chờ được đi gặp, trò chuyện để có thể hiểu hơn về cái ý chí vượt khó của em Trinh trong cuộc sống như là trong học tập. Vậy thì chắc là thầy Tý dẫn em đi gặp em Trinh luôn nha thầy. Được, vậy tôi với cô cùng đi gặp em Trinh ha. Dạ. Sau lần ngất xỉu khi đang hái ớt thuê ở ngoài đồng, chị gái mẹ của em Phan Thị Mộng Trinh ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp mới biết mình bị ung thư vú, hở van tim và thông liên thất. Di chứng của những căn bệnh này đã cướp đi toàn bộ sức lực của mẹ em, khiến mẹ em phải dài dò trong những cơn đau sau những lần vô hóa trị. Thay vì giấu mình trong đau khổ buồn tủi, mẹ em vẫn lạc quan, vẫn cố gắng sống khỏe để cho hai chị em Trinh an tâm mà ăn học. Thế nhưng giữa bao khó khăn vây quanh, cô trò nhỏ Phan Thị Mộng Trinh vẫn cố gắng vươn lên và đạt được nhiều thành tích trong học tập. Sau những biến cố của gia đình, bà con lại càng cảm thương hơn cho hoàn cảnh của Mộng Trinh. Người thì cho gạo, người cho đồ ăn, người hỗ trợ tiền để em có thể tiếp tục học hành. Vì ai cũng sợ rằng cô bé ngoan ngoãn, chịu khó và rất chăm chỉ học tập như Mộng Trinh sẽ dở dang con đường học tập. Kể từ ngày mẹ phát bệnh thì ba em phải làm việc cật lực, từ cưa củi thuê đến nhận đất thùng, mong có chút thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Cuộc sống trở nên khó khăn nhọc nhằn hơn và nhiều nợ nần sau bao biến cố. Thế nhưng em Mộng Trinh vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, ngày ngày vẫn nuôi dưỡng ước mơ đến trường, dù trong cảnh nhà còn lắm những gian truân thử thách. Thương ba một mình gánh vác, thu nhập thì bấp bênh mà chi phí thuốc thang cho mẹ, chi phí học tập của hai chị em Trinh ngày càng nhiều. Nên tranh thủ học xong thì Trinh lại cặm cụi bên những đám ớt để hái thuê. Dưới cái nắng gai gắt, mặc cho những giọt mồ hôi cứ rơi ướt áo, mặc cho mùi vị của ớt có cay nồng nơi khóe mắt và cái nắng trưa rát cả da, nhưng cô học trò nhỏ này vẫn thoăn thoắt đôi tay. Thu nhập từ công việc này dù ít ỏi, nhưng với em, đó là tất cả những gì cố gắng để có thể giúp ba giảm bớt bao âu lo nặng gánh trên vai áo bạc màu.
Em chiên hái ớt ở đây nè cô. Dạ. Tới giờ dạy rồi thôi thầy về ha. Dạ. Rồi, em ở đây trò chuyện với Trinh ha. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Thầy về nha. Dạ. Chào Trinh, chị là Hiếu, chị đến từ chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Bình thường là em đi hái cái ruộng ớt này mỗi ngày luôn hay sao? Dạ cũng không phải đâu chị, thường ngày thì em chỗ nào có ớt thì bẻ, nhưng mà hên lắm bữa nay gần nhà á chị. Em mới bẻ ở đây, còn bữa nào mà không có ớt là em mới chạy xa nhà 3-4 cây số lên trên kia bẻ. Khi mà nghe tin mẹ bị bệnh như vậy đó Trinh, thì cái lúc đó đó em đón nhận cái tin này như thế nào? Mới đầu em bất ngờ lắm chị, em cũng không nghĩ là cái gia đình mình lại xảy ra cái biến cố như vậy, là tại vì ngoại thì mới mất rồi bây giờ lại hay là mẹ bệnh, mà bệnh là ung thư và hở van tim. Nó em cũng không biết là suy nghĩ là sắp tới gia đình mình sẽ như thế nào nữa. Tinh thần em lúc đó cũng xuống lắm. Em có thấy là một cái sự mình tủi hờn khi mà hai chị em lại không có được cái cuộc sống đầy đủ như là nhiều bạn bè đồng trang lứa khác? Em này không có trách, tại vì hoàn cảnh thì mỗi người một hoàn cảnh chị ơi. Ba mẹ em cũng không có muốn cái điều đó đến với con của mình đâu. Thì em cũng nghĩ là không có trách hờn mà lại thương ba mẹ nhiều hơn nữa. Tại vì gia đình mình bây giờ là rất là khó khăn, rồi ba mẹ cũng cố gắng để cho chị em đi học. Lúc đó là em chỉ biết thương ba mẹ, em cố gắng rồi giúp ba mẹ được phần nào đi hay phần đó thôi. Có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là bây giờ nhà mình khó khăn quá, em nghỉ học để em đi làm một cái việc gì đó để phụ ba mẹ không? Em nghe mà mẹ bệnh đó chị, em mới xin là ba ơi thôi giờ mẹ bệnh rồi, con cũng lớn rồi, thôi con đi làm giúp ba phần nào thì đỡ được phần đó, rồi chữa trị bệnh cho mẹ thì nó tốt hơn. Cái ba với mẹ thì không cho, nói là con thì con gắng đi học đi, ba thì ba lo được, ba sẽ cố gắng là tìm mọi cách để cho con với em đi học, không để cho em với con là nghỉ học giữa chừng. Nghe ba tâm sự những cái điều như vậy đó Trinh, thì cái cảm xúc của em nó như thế nào? Nghe được những lời của ba em xúc động, mà em thương ba nhiều lắm. Có một cái kỷ niệm nào đó giữa hai cha con mà nó là cái điều mà khiến cho em phải luôn luôn nhớ hoài về cái sự hy sinh của ba dành cho em không? Có một lần ba đi mằng về, ba bị bệnh, ba không có dám mua thuốc uống. Em hỏi là tại sao ba không mua thuốc uống đi, uống cho mau hết bệnh. Thì ba mới nói là thôi ba nhịn một tiền thuốc vậy đó, thì cũng để đủ mua cho hai chị em dở với viết để học tập. Chứ bây giờ ba mua vậy rồi, dở với viết là ba không có lo được rồi sao? Trong số tất cả những cái môn học mà em đang học bây giờ đó, thì Trinh cảm thấy là em thích học nhất là môn học nào? 4 năm học cấp 2 á, thì thầy cô chủ nhiệm của em đều là môn sinh hết. Rồi cái lớp 9 á, thì thầy cô mới gợi ý là em nên đi thi một môn học sinh giỏi nào đó đi. Thì em lại bất ngờ chọn môn sinh. Giờ kết quả thì cũng khả quan, tuy là cũng chưa có được giải. Thì rồi lên lớp 10 thì em vẫn tiếp tục với môn sinh. Rồi đạt giải thì lúc đó em cảm thấy yêu nó từ bao giờ em cũng không biết nữa. Lắng nghe những lời tâm sự ấy, chúng tôi càng thấu hiểu hơn nghị lực vượt khó của cô trò nhỏ này. Giữa vô vàn khó khăn thử thách, nhưng em vẫn không ngừng phấn đấu trong học tập. Thầy cô ở trường Trung học Phổ thông Thanh Bình 2 rất ấn tượng với thành tích học tập vượt trội của cô học trò Phan Thị Mộng Trinh. Điểm trung bình môn của các năm học cấp 2 đều đạt trên 9 chấm. Với thành tích xuất sắc này, Mộng Trinh đã được thầy cô chọn vào danh sách dự thi học sinh giỏi vòng tỉnh vào tháng 3 tới. Hành trình đi tìm nguồn sáng tri thức của cô học trò nghèo vừa tròn 18 này với biết bao ước mơ hoài bão và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng rồi đây, Mộng Trinh có thực hiện được những ước mơ của mình khi cảnh nhà còn nhiều thiếu thốn và bệnh tình của mẹ em ngày càng yếu hơn? Dù phải đối diện với nhiều khó khăn như thế, nhưng ngọn lửa của niềm tin, ngọn lửa của sự quyết tâm vẫn được Trinh ấp ủ. Với em, phải học mới có thể giúp mình đổi thay số phận và để xứng đáng với sự kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, của những người thân yêu đã dành cho mình. Không chỉ là học sinh giỏi suốt 11 năm liền, Mộng Trinh còn đạt được nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi. Giải khuyến khích vòng tỉnh môn thí nghiệm thực hành sinh học, giải khuyến khích sáng tạo thơ truyện ngắn cấp huyện.
Cùng với thành tích học tập ấn tượng đó, Trinh còn là một cán bộ đoàn năng nổ hoạt bát. Em đại diện cho xã đoàn Tân Long thi các hội thi cấp huyện và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, như giải nhất kiến thức pháp luật nông thôn huyện Thanh Bình, giải nhất bí thư chi đoàn cấp huyện. Em còn đảm nhiệm vai trò ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên của trường. Trong cuộc sống của mình thì em có chọn cho mình ví dụ như là một cái cuốn sách em đọc để em lấy đó làm niềm tin, hoặc là một cái tấm gương nào đó để em nhìn nhờ em phấn đấu không? Nói về sách thì em thích nhất là Hạt giống tâm hồn. Nó những mẫu chuyện mà giúp con người ta vượt qua thử thách, vượt qua nghịch cảnh. Nó cũng một phần nào đó giúp em cũng vượt qua, rồi cũng là một phần động lực để em nỗ lực hơn. Nãy giờ hai chị em mình đứng ở ngoài ruộng ớt nói chuyện cũng lâu rồi. Dạ. Chị Hiếu rất là muốn nhân cái cơ hội này là đến thăm mẹ của em nè, thăm gia đình em. Thì bây giờ chắc là em dẫn chị về nhà ha. Dạ được chị, hai chị em mình đi về. Chị cầm phụ cho. Mẹ ơi, hôm nay có chị Hiếu tới chơi nhà mình. Chào cô. Chào cô. Cô ơi, hôm nay cô thấy sức khỏe trong người của mình sao rồi cô? Mệt quá rồi cô ơi, không được khỏe. Vậy là từ lúc mà cô phát bệnh cho tới bây giờ là được bao lâu rồi cô? Một tháng tư tới giờ. Hồi trước khi mà cô đổ bệnh như vậy đó thì cô làm cái công việc gì? Đưa bệnh thì đi mặn mướn, ai kêu mặn gì mặn nấy. Bé ớt mà có đồ thì bắp đồ mang cái gì cũng mang được hết trơn. Khi mà cô đổ bệnh như vậy thì bản thân không có đi làm được để mà phụ giúp chồng rồi lo lắng cho con cái. Thì ở nhà thì cái điều đó nó có làm cho cô cảm thấy mình trăn trở, mình lo lắng hay mình suy nghĩ sao không cô? Cũng lo lắng suy nghĩ lắm, tiền không có tiền cho con á, ngập và mệt cho bệnh mình nữa. Chị ơi, ba em gì? Xin chào chú. Dạ, chú mới đi làm về luôn hả chú? Dạ. Bình thường thì cái công việc này thì có đều không chú hả? Có, bữa không. Cái ngày nào mà mình có việc để mình làm thì chú thu nhập được khoảng bao nhiêu ạ? Một ngày trừ ra xăng cổ hết thì còn khoảng chừng là 40 ngàn. Khi mà con đến nhà mình á, con đi vô trong cái nhà thì con thấy là mấy cái miếng dán này nè, nó giống như là nó muốn mục ra luôn á. Cái này là mình cất lâu chưa chú? Lâu mười mấy năm rồi. Thành ra cây tạp đó rồi mọt mối ăn hết trời. Giờ là cô bệnh vậy rồi, chú là đóng cái vai trò là trụ cột ở trong gia đình, thì có cái lúc nào mà chú cảm thấy là mình rất là mệt mỏi, mình muốn buông xuôi không chú? Không, mệt thì có mệt, mà khi mà bước về rồi thì thấy cái giấy khen con là thấy khỏe rồi. Mình phải đã con mình cố gắng thì mình phải phấn đấu hơn nữa. Dẫu bệnh nhưng mà cô cũng đừng quá bi quan hả cô? Cô phải vui lên để em Trinh nhìn vào đó mà. Trinh cố gắng, tại vì năm nay là Trinh học 12 rồi. Con cũng mong là cái công việc của chú ổn hơn để mà vừa lo thuốc cho cô rồi lo cho hai em đi học. Cảm ơn. Dạ. Xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh đang cùng đến tham dự với buổi lễ trao bổng thắp sáng niềm tin của Đài Truyền hình Vĩnh Long đang được diễn ra tại trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mặc dù gia đình gặp rất nhiều biến cố, cuộc sống đầy những khó khăn, thế nhưng em Phan Thị Mộng Trinh, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2 vẫn không ngừng nỗ lực trong học tập, luôn cố gắng vươn lên để 11 năm liền em đều trở thành học sinh giỏi. Và ngày hôm nay, để tiếp thêm ước mơ cho em trên con đường học vấn, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ trao tặng cho em suất học bổng trị giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khi đến với phần trao học bổng ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin dành tặng 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty ADC phối hợp thực hiện, dành tặng cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Giờ đây xin được mời 10 em có tên sau sẽ cùng tiến lên phía trước để nhận học bổng Trần Đại Nghĩa với mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Ở trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2, xin mời em Nguyễn Hồng Ngân lớp 10A2, em Thái Thị Hồng Đào lớp 12A2, em Dương Quốc Cường lớp 12CB2, em Đều Thị Kim Ngân lớp 12A2. Ở trường Trung học phổ thông Thanh Bình 1, mời các em Lê Thanh Phát, học sinh lớp 11A1, em Lê Thị Huyền Trân lớp 12A1, em Lâm Quang Vinh lớp 12A1. Ở trường Trung học phổ thông Trần Văn Năng, mời em Nguyễn Văn Vinh lớp 12A1, em Phạm Thị Ngọc Tiên lớp 11CB1 và em Trương Lợi Hoài lớp 12CB1.
kính mời bà Trần Thị Vĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trao tặng học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Tiếp theo ngay sau đây thì chương trình sẽ trao tặng suất học bổng đặc biệt dành cho nhân vật kỳ này, đó là em Phan Thị Mộng Trinh, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2. Xin được mời em Phan Thị Mộng Trinh sẽ tiến lên phía trước để nhận học bổng từ chương trình với số tiền học bổng dành cho em trị giá 20 triệu đồng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Lê Ngọc Đẹp, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trao tặng học bổng đến em Phan Thị Mộng Trinh. Kính thưa quý vị, khi chúng tôi thực hiện chương trình Thắp Sáng Niềm Tin về nhân vật kỳ này là em Phan Thị Mộng Trinh, thì phải nói rằng là những người thực hiện chương trình khi đến thăm gia đình của em thì hết sức xúc động. Mẹ của em thì cách đây 4 tháng cô đã phát bệnh ung thư rồi bị hở van tim, thu nhập từ cuộc sống hàng ngày giờ đây chỉ trông chờ vào ba của em là làm công việc cưa cây, công việc hết sức bấp bênh để chia sớt một phần gánh nặng cho gia đình của em Phan Thị Mộng Trinh. Trong buổi lễ trao bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay thì chương trình cũng sẽ dành tặng một phần hỗ trợ đến gia đình của em Trinh. Giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ba của em Trinh sẽ cùng tiến ra phía trước để đến với phần rút thăm may mắn mà chương trình dành cho gia đình mình. Thưa chú, hiện tại chúng tôi có tất cả là 6 tấm bản logo tương ứng với 6 nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật đến từ công ty ADC. Và trong số 6 tấm bản logo này thì sẽ có 4 tấm bản logo trị giá là 10 triệu đồng, 1 tấm bản trị giá là 15 triệu đồng và 1 tấm bản nữa với tên gọi là ngôi nhà mơ ước trị giá là 39 triệu đồng. Chú Trung cho phép Xuân Hiếu hỏi là chú Trung sẽ chọn bản ở vị trí số mấy? Bản số 3. Rất may mắn. Kính thưa quý vị, như vậy là với việc chọn bản ở vị trí số 3 thì nhãn hàng thuốc hép đã mang đến sự hỗ trợ cho gia đình chú Trung, đó là số tiền 39 triệu đồng tương ứng với việc là dùng để xây dựng ngôi nhà mơ ước. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa sẽ đại diện cho nhà tài trợ công ty ADC trao tặng số tiền hỗ trợ xây ngôi nhà mơ ước trị giá 39 triệu đồng cho gia đình của em Phan Thị Mộng Trinh. Em Trinh cũng sẽ tiếp tục nhận được những sự chia sẻ khác từ các nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật thuộc công ty ADC. Một lần nữa xin được mời em Phan Thị Mộng Trinh sẽ tiến lên phía trước để cùng tiếp tục nhận những sự chia sẻ này. Câu lạc bộ nông dân ADC tại tỉnh Đồng Tháp sẽ hỗ trợ cho gia đình của em Trinh 50 kg gạo. Và đây chúng tôi xin được kính mời đại diện câu lạc bộ nông dân ADC tại tỉnh Đồng Tháp sẽ trao tặng phần quà này. Nhãn hàng thuốc hép sẽ trao tặng cho em Trinh một suất học bổng trị giá là 1 triệu đồng và cùng với đó là 100 quyển tập. Với phần quà này, chúng tôi một lần nữa xin được kính mời bà Lê Ngọc Đẹp, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp sẽ trao tặng. Nhãn hàng Kodatusi Group sẽ trao tặng cho em Trinh một chiếc xe đạp để em làm phương tiện đến trường. Xin được kính mời bà Trần Thị Vĩ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp sẽ trao tặng phần quà này. Nhãn hàng mì gói Indomie sẽ gửi tặng cho gia đình em Trinh một chiếc TV. Kính mời thầy Trần Hữu Phúc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2 sẽ trao tặng phần quà này. Nhãn hàng gạo Tứ Quý sẽ trao tặng cho gia đình em một chiếc nồi cơm điện. Kính mời bà Lê Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Long sẽ trao phần quà này. Em rất là vui và hạnh phúc. Và em cũng xin cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long, cảm ơn các nhãn hàng của công ty ADC, các nhà hảo tâm và thầy cô, bạn bè đã ủng hộ và đồng hành cùng với em. Đây là một phần động lực rất lớn để em vượt qua khó khăn và bước tiếp trong con đường học tập sắp tới. Trong quá trình những người thực hiện chúng tôi đến tìm hiểu về hoàn cảnh của em Trinh thì chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện hết mình từ phía ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2. Và như một lời tri ân, giờ đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa, đại diện cho nhà tài trợ công ty ADC sẽ trao tặng kỷ niệm chương lưu niệm đến thầy Trần Hữu Phúc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Bình 2. Tiếp theo ngay sau đây thì sẽ là một trong những phần rất là hấp dẫn, đó là phần bốc thăm may mắn. Có bạn nào xung phong sẽ bốc giúp dùm chị hai lá thăm không? Chị mời em đi. Bây
bây giờ thì Xuân Hiếu xin được công bố em học sinh may mắn đầu tiên, đó là em học sinh ở lớp 11A2. Lớp 11A2 các em ngồi ở vị trí nào? Đây là bạn Nguyễn Thành Thông. Bạn học sinh tiếp theo đó là bạn Lê Thị Bảo Trân. Ba phần quà này đó thì trong đó sẽ có một hộp quà mang giá trị là tiền thưởng. Một hộp quà sẽ là những món quà có giá trị đặc biệt, ví dụ như là máy tính bảng nè, xe đạp nè, đồng hồ Casio vân vân. Và một hộp quà sẽ có giá trị đó là những món quà để hỗ trợ cho các em trong việc học tập, ví dụ như là cặp sách, vở, bút viết vân vân. Bảo Trân là em sẽ chọn hộp quà màu nào? Dạ thưa chị là em chọn màu xanh. Còn em chọn hộp quà màu nào? Chị là em chọn hộp quà màu đỏ. Chị sẽ công bố cái lá thăm với cái món quà mà bạn Bảo Trân chọn được. Không biết là món quà dành cho bạn sẽ là gì đây? Đó là một bình giữ nhiệt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem món quà dành cho bạn Thông là gì nha. Và đó là 500.000 đồng. Kính mời thầy Trần Hữu Phúc, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Thanh Bình 2 trao tặng hai món quà may mắn dành cho hai em học sinh của trường. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là đã có rất nhiều những niềm vui được chia sẻ trong buổi lễ trao học bổng thắp sáng niềm tin ngày hôm nay dành tặng cho em Phan Thị Mộng Trinh khi em được nhận số học bổng đặc biệt từ chương trình trị giá là 20 triệu đồng. Và bên cạnh đó, gia đình của em nhận được phần thưởng với số tiền là 39 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà của mình. Và chúng tôi tin tưởng rằng với tất cả những sự chia sẻ như thế này sẽ tiếp tục là động lực để gia đình của em cố gắng vươn lên trong cuộc sống, cũng như bản thân em Trinh sẽ cố gắng vươn lên trong học tập để hiện thực hóa ước mơ của mình. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thắp sáng niềm tin kỳ này xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng định kỳ trong khung giờ quen thuộc 19 giờ 15 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 16 giờ 20 phút chiều thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Và đây Xuân Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Vững vàng một niềm tin.